với Mộng Hòa chuyền bóng sận vào thời điểm lúc này. Cơ hội tấn công vẫn sẽ còn, đây là khoảng trống cho số 27 Quyền An Kako đưa bóng vào trong. Quá người rồi, có được khoảng trống thế nhưng chưa phải là một cảm giác bóng tốt cho vài những điểm vừa rồi mà các đồng minh phía đưa bóng cho những online plus và có được một cơ hội tấn công đã xuất hiện một cách rất rõ ràng rồi, thế nhưng lại không thể được thực hiện ở trong bước cuối cùng một cách hoàn chỉnh nhất.